Rượu này ngon nhưng mà cũng nặng phết này. Uống thơm, rượu này uống thơm. Thơm ngâm gì thơm. Ông bắt là ông hết giải thì mới về hay là ông về rồi? Hết giải này ông về, thắng hay thua thì ông về. Hết giải thì ông đi phải không? Giờ lại giữ ông lại, trả lương cao lên. Làm nên lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng muốn giữ ông lại coi như các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hùng vô. Chịu khó nịnh ông, nịnh ông thì ông ở lại. Hùng vô thì mấy thằng làm ăn hết mẹ rồi. Tiền mới đến được tay bố đâu. Để chứ. Tôi nói chú nghe rồi, đưa đặt mà nói bây giờ Việt Nam mình á, nhà tài trợ, nhà hảo tâm là nhiều lắm. Nhưng mà thật ra bây giờ ta coi kỹ, trong thể chú bây giờ nếu mà Việt Nam mình kêu còn này, nếu coi hai hiệp banh là chai rượu này là không đủ lắm. Không sướng quá. Như chú bây giờ rồi, chú bỏ ra 500 triệu rồi mà tài trợ.